24 giờ đêm, hầu như các con phố về khuya đã vắng người qua lại. Thế nhưng tại một số phố Tràng Tiền, Hàng Trống, phố Cửa Nam, ga Hà Nội vẫn xuất hiện người dân nghèo lang thang. Thậm chí họ nằm ngủ trên những hẻ phố. Ông Nguyễn Văn Bản, năm nay 87 tuổi, cũng nằm trong số đó. Sau khi nhận được những suất quà, nhiều người đã không giấu nổi niềm vui. Rất vui và rất sung sướng được các đoàn đại biểu, các đoàn từ thiện đã tâm pháp và giúp đỡ ông. Trong lúc cô đơn ông khổ sở như này, cũng cảm ơn rất nhiều. Tất cả bà con ở đây là rất sung sướng mà vui mừng, cảm ơn đoàn đã nghĩ tới các bà khổ sở đêm hôm như này, mà đoàn đã mất giấc ngủ mà để đi cho quà, rất là cảm ơn đoàn lắm. Và rất nhất là cảm ơn lắm nhà chùa. Tịnh độ Phật Đà được thành lập hơn 2 năm nay. Những thành viên của tịnh độ luôn hướng tâm gieo duyên, giúp đỡ những hoàn cảnh người nghèo, bệnh nhân nghèo gặp khó khăn. Những điểm phát quà từ thiện như cơm, bánh, sữa, mì tôm và thuốc cho người bệnh thường được tổ chức tại các bệnh viện, các chùa trên địa bàn Hà Nội. Những món quà tuy nó về giá trị vật chất nó không phải là lớn, nhưng mà chúng muốn là trao cho mọi người, những người mà nghèo khổ có thêm niềm tin cũng như là động lực trong cuộc sống. Cũng muốn lan tỏa với cộng đồng và xã hội, đấy là giữa con người với con người, xã hội này là có nhiều tình yêu thương hơn nữa, và giữa mọi người với mọi người đó là mình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Cơ sở tịnh độ Phật Đà thường tổ chức các chương trình thiện nguyện, trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ đỡ được phần nào trong cuộc sống. Không kể nắng hay mưa, tối hay muộn, những món quà nhỏ nhưng bên trong chứa đựng hạnh phúc, ý nghĩa lớn lao. Những tấm lòng hảo tâm luôn hướng về những mảnh đời bất hạnh, muốn lan tỏa sự yêu thương đến mọi người và giúp họ có một cuộc sống tươi đẹp hơn.